Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thì Vũ Audio ha. Thì không biết đợt này sắp lần lễ đến nơi rồi, không biết mọi người đã có ý định chuẩn bị gì cho cái đợt lễ sắp tới chưa? Thì nếu mọi người đang có ý định, đang có sắp xếp những công việc để có được một cái những cái ngày lễ trải nghiệm mình có thể đi chơi, du lịch, đi camping, cắm trại, thì mình xin giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm không thể thiếu trong những cuộc camping, cắm trại. Đó chính là cái nguồn Chotech BS004 mà nên Vũ đã giới thiệu gần đây. Tuy nhiên, mình nghĩ rất là nhiều người thắc mắc xem công suất của con này nó sẽ đạt được như thế nào và cách vận hành của nó ra sao. Thì clip này mình xin thao tác thực tế, chia sẻ cho mọi người một cái thực tế thao tác khi sử dụng cái con BS004 này. Bắt đầu thôi. Thì mình đã kết nối và chuẩn bị xong một cái dàn karaoke, nó đích thực là gọi là di động luôn mọi người ha. Thì đây mình hiện tại mình đang có ở đây là dòng LD System Maui 28G3, dòng này thì bên mình bán khá nhiều rồi ha. Rồi đây là cái tủ 2U mà bên mình thường hay giới thiệu cho khách hàng á. Đây là cái tủ 2U rất là mỏng và duy nhất chỉ để được con van số micro thôi, coi như là vừa đủ luôn ha. Tất cả mình sẽ kết nối qua cái nguồn Chotech này hết đó. Thì bây giờ cái con loa như này nó sẽ có Bluetooth sẵn rồi, thì mình cứ kết nối Bluetooth qua con này thôi là mình hát được rồi. À quên, nếu mà mọi người mà chỉnh chu hơn xíu nữa, mọi người có thể chuẩn bị cho mình cái màn, một cái màn gì ta, cái con gì à? Cái con tôm tôm cô, đúng rồi, cái con tôm cô, để mọi người có thể hát karaoke luôn, phải gọi qua điện thoại, vì điện thoại thật nhiều khi nó khá là nhỏ. Mình có màn, cái màn tôm cô thì nó sẽ ok hơn. Thì trước mặt mọi người đây chắc chắn là một cái dàn gọi là thật sự là ra ngoài trời và nó đã có điện hết rồi. Thì test về âm thanh á, thì mình đã chắc là trước clip trước anh Vũ đã test cái hiệu năng của nó cùng với cục pin này rồi. Tuy nhiên với karaoke thì nó sẽ như thế nào và nó gồm đầy đủ thiết bị như thế này thì nó sẽ như thế nào, thì chắc là mình sẽ nhờ bạn Huy, bạn mở lên bạn hát một bài cho mọi người nghe, và mình sẽ nhờ bạn quay phim, bạn quay chính xác cái phần công suất nó đang tiêu thụ là bao nhiêu. Thì về thông số thì hiện tại loa Maui 28G3 này công suất nó là 1000W nha mọi người. Cộng thêm micro với vang số thì nó không đáng kể lắm. Mình nghĩ là ngốn điện nhất vẫn là cái loa thôi. Đó, thì ok, thì nếu mà thử hát karaoke ngoài trời với một loa công suất đến 1000W thì hiệu năng nó sẽ tốn đến cỡ như thế nào thì mình cùng với mọi người cùng nhau xem nhá. Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Thêm khó câu giã từ vì đường xa ướt mưa. Da em lùa la, tóc em xóa mờ. Trong lúc bạn Huy đang hát thì mình cùng theo dõi xem là nó đang nhớ bao nhiêu cũng thật nha. Nên là mình mở loa cũng phải tầm khoảng 70% công suất rồi. Thì hiện tại thì như mọi người đã thấy, cái công suất tiêu thụ của nó thì nó sẽ rơi độ khoảng từ, nếu mà peak lên luôn á, tức là tối đa luôn á, sẽ nó rơi độ khoảng tầm 150 đến 180W. Thì với thông số kỹ thuật mà nhà hãng đưa ra cho con Chotech này á, thì nó sẽ rơi được khoảng 484. Đó, mình chớ chính là 484 Wh giờ. Tức là sao? Tức là mọi người có 484W để mọi người sử dụng. Và với mà công suất tiêu thụ mà tầm khoảng 150 đến 180 độ lại thì mọi người có thể sử dụng thoải mái trong tầm khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi. Là với một bộ dàn công suất
1000W như thế này là mọi người sử dụng trong vòng 2 đến 2 tiếng rưỡi rất là thoải mái rồi. Còn nếu trong trường hợp mọi người muốn chơi lâu hơn thì mình có bên Thiên Vũ vẫn cung cấp thêm cho mọi người một cái giải pháp nữa, đó chính là một cái gọi là cục sạc dựa theo năng lượng mặt trời. Nó không phải cục sạc, đó là một cái tấm pin năng lượng mặt trời thì đúng hơn đó. Thì đương nhiên hiện tại thì trời nó đã chiều chắc tầm khoảng 5 giờ rồi thì nắng nó đã tắt rồi. Tuy nhiên là nếu mọi người mà sử dụng cái này nó tầm 2-3 giờ chiều á, thì mọi người ở trong râm, mọi người đưa cái tấm năng lượng mặt trời ra phía ngoài á, thì mọi người sẽ coi như là vừa xài vừa sạc luôn. Mà cái dòng sạc này nó sẽ tùy thuộc vào nắng, thì mọi người biết rồi, năng lượng mặt trời sẽ tùy thuộc vào nắng. Nên là với cái tầm độ mà mức độ mà tầm từ 2-3 giờ chiều hoặc là tầm giữa trưa đi, thì cái dòng sạc của nó rất là lớn, thậm chí nó còn công suất nó còn cao hơn cái điện lưới của mình. Điện lưới nãy mình sạc adapter nó chỉ tầm khoảng 100W thôi, là sạc phải 5 tiếng mới đầy. Tuy nhiên với năng lượng mặt trời thì với những lần mà nắng gắt nhiều khi nó có thể sạc lên đến 150 đến 200W giờ. Ok, nó chỉ gọn gàng như thế này thôi mọi người. Thì mình tháo dây nguồn nó sẵn đây nè, thì bên trong này nó có bỏ bộ dây nguồn sẵn đây nè. Thật ra nó khá là nhiều dây, mình không muốn bỏ ra nhiều đó, trong đây nó là nhiều dây mình không muốn bỏ ra nhiều, mình chỉ xài cái dây nào mình cần xài thôi, thì mình kéo gọn nó lại này là được rồi, thì để nó thòng lọng nó một sợi dây như thế này. Ok ha, thì mình có thể nối dài, nếu mà mình muốn mình có thể nối dài cái sợi này ra một chút xíu nữa nếu cần. Ok rồi, đây mình sẽ thôi mình bỏ tạm đi chạy chơi chứ. Cái sợi này á là mình sẽ cắm vô cái này nè, mình cắm vô cái phần sạc như bình thường nha. Đó, mình sẽ cắm vô phần sạc như bình thường. Rồi, còn cái này á, khi mọi người nhận hàng á thì mọi người sẽ mở ra thế này. Đó, mọi người bỏ bung ra hết cho mình. Rồi, ok ha. Thì phía sau này mọi người để ý cho mình phía sau này nè. Chắc là không biết anh Vũ cũng không dẫn chưa, chắc anh Vũ cũng dẫn rồi quá. Đây nè, ây da, đó, nó sẽ có cái chân như thế này nè. Đó, thì mọi người sạc thì mọi người sẽ hứng nắng. Thì mọi người cứ đưa ra cái hướng nắng là mọi người sạc thôi, là coi như là mọi người vừa xài vừa sạc đó. Đây đúng là một bộ luôn, đây đúng là một bộ dành cho những khách hàng nào mà đam mê về camping nè, về cắm trại nè, rồi hoặc là đi thích đi những vùng xa, vùng ra biển chơi, hoặc là những khu mà gọi là còn du lịch sinh thái mà còn vắng vẻ, không quá xô bồ, thì mọi người có thể sử dụng những cái sản phẩm như thế này để mọi người sử dụng, và mọi người có thể mang bất cứ cái gì đi mọi người muốn. Đương nhiên ở đây là bên mình bán âm thanh nên mình thử trải nghiệm trên âm thanh thôi. Mọi người có thể, cái cục này mọi người có thể xài cho cả sạc điện thoại, có thể là dùng cho những cái sản phẩm khác như quạt mini. Đương nhiên quạt mini nha, mình đã thử quạt lớn lớn chút xíu cũng được, nhưng mà nói chung là công suất tiêu thụ nó chỉ tầm khoảng những cái quạt mà quạt cây nhà mình xài á, là ok rồi, là đã sử dụng tốt cho con này rồi. Rồi còn rất là nhiều, thậm chí có cả sạc cái con tai si, nó nguồn tai si nó ra đến 100W, thì thậm chí mọi người có thể sạc cho cả laptop, xài cho laptop được luôn. Nên là những cái bộ như này rất tiện dụng cho mình sử dụng. Video clip đến đây thì coi như là mình tạm dừng. Thì nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình làm nhiều clip hơn, những cái clip thực tế như thế này, một cái trải nghiệm rất là thực tế cho mọi người. Cắm điện đầy đủ sẽ lắp thành một hệ thống để mọi người có thể đi chơi được như thế này, nếu mọi người thích thì mọi người. Còn mọi người có thắc mắc gì thì mọi người có thể đặt câu hỏi xuống comment cho mình biết, để mình có thể tư vấn thêm cho mọi người về thông tin các sản phẩm đang được sử dụng trong cái hệ thống này. Thì mình sẽ tư vấn thêm và chi tiết thêm. Còn nói với mọi người mà muốn trải nghiệm thực tế mua một cái bộ như thế này thì mọi người có thể đến showroom 779 Trần Hưng Đạo, quận 1, quận 5, showroom của Thiên Vũ. Bên mình luôn luôn có sẵn hàng để mọi người trải nghiệm và test thử sản phẩm ngay tại showroom nha. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.